Chào mừng các em học sinh đến với chương trình dạy học qua truyền hình. Và cô là cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh. Cô đến từ trường Trung học Phổ thông Kiến Tường. Hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng các em tìm hiểu chủ đề xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19. Các em thân mến, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích của cuộc sống mà con người mới sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, những công cụ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng chúng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Như vậy, văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị về vật chất và tinh thần mà con người đã sáng tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử. Chủ đề xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19 bao gồm nội dung kiến thức của bài 20, bài 24 và một phần bài 25 trong chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 10 cơ bản. Vì vậy, cô cấu trúc thành mạch nội dung như sau. 1. Tư tưởng tôn giáo. 2. Giáo dục và văn học. 3. Nghệ thuật và khoa học kỹ thuật. Để học tập tốt chủ đề này, các em cần chuẩn bị cho mình sách giáo khoa, vở ghi chép, đồng thời vận dụng các kỹ năng nghe, nhìn và viết. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Cô mời các em tìm hiểu mục 1. Tư tưởng tôn giáo. Như các em đã biết, Nho giáo có nguồn gốc từ Trung Quốc do Khổng Tử sáng lập. Trong các mối quan hệ xã hội, Nho giáo cho rằng mối quan hệ vua, tôi, cha, con, chồng, vợ là giường mối, kỷ cương đạo đức phong kiến. Trong đó, mối quan hệ vua tôi được quan tâm nhất. Nho giáo một mặt đề xướng con người phải tu thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Mặt khác cũng cho rằng bề tôi phải trung thành tuyệt đối với vua. Vì vậy, trong các thế kỷ từ 10 đến 15, Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp thống trị, chi phối cả nội dung giáo dục thi cử. Bước sang các thế kỷ từ 16 đến 18, Nho giáo từng bước suy thoái, tôn ti trật tự phong kiến không còn được như cũ. Quan hệ mới tiến bộ dần thay thế cho trật tự phong kiến đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. Trong bối cảnh đó, Phật giáo và Đạo giáo có điều kiện được khôi phục lại vị trí của mình, nhưng không được như dưới thời Lý Trần. Nhiều vị chúa đã cho xây dựng những ngôi chùa lớn như chùa Thiên Mụ. Nhân dân ta cũng góp tiền của để sửa sang lại chùa chiền, đúc chuông, tô tượng. Thế kỷ từ 16 đến 18 cũng là thời kỳ mà Thiên Chúa giáo được du nhập và truyền bá ở nước ta. Lúc đầu, các giáo sĩ theo thuyền buôn nước ngoài được tự do hành nghề. Về sau, do có nhiều điểm khác biệt nên các chính quyền phong kiến đều tìm mọi cách hạn chế sự phát triển của tôn giáo này. Tuy nhiên, đạo Thiên Chúa đã trở thành một tôn giáo lan truyền trong nhân dân. Số giáo dân ngày càng tăng lên. Các giáo sĩ đã tìm cách học tiếng Việt để truyền đạo và ghi âm theo mẫu tự Latin. Trên cơ sở đó, chữ quốc ngữ đã ra đời. Ở nửa đầu thế kỷ 19, với mục đích gia tăng quyền lực của vua, nên Nho giáo được đề cao. Các tôn giáo khác bị hạn chế do không phù hợp với quan điểm của giai cấp thống trị. Như vua Minh Mạng đã từng nói, cái thuyết thiên đường chẳng qua chỉ là chuyện hoang đường, không có bằng chứng. Hơn nữa, không kính thần linh, không thờ tiên tổ là đi ngược lại với chính đạo. Vì vậy, bên cạnh việc hạn chế giao lưu với các nước phương Tây, nhà Nguyễn còn thi hành chính sách
cấm đảo Thiên Chúa. Điều này gây rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, làm suy giảm sức đề kháng và là một trong những duyên cớ để thực dân Pháp sang xâm lược nước ta. Kèm thân mến, trong kho tàng ca dao tục ngữ của người Việt Nam ta có câu: con người có cố có âm, như cây có cội, như sông có nguồn. Hay ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó là triết lý sống nhân văn sâu sắc. Và trên cơ sở những triết lý sống nhân văn sâu sắc đó, các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta đã ra đời, được phát huy và tôn trọng, như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng các anh hùng có công với dân tộc, thường gắn liền với các lễ hội và đã giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân ta. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Dù ai đi gần về xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mồng 10. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Nhận thức rõ điều này và nhận thức rõ được vai trò của giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước, các triều đại phong kiến ở nước ta từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19 đều rất quan tâm đến giáo dục. Để làm rõ nhận định trên, cô mời các em tìm hiểu mục 2 giáo dục và văn học, mà trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình giáo dục. Từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 là giai đoạn giáo dục nước ta được xác lập, phát triển và hoàn thiện. Quy chế thi cử được ban hành rõ ràng. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng văn miếu để thờ Khổng Tử. Năm 1075, khoa thi quốc gia đầu tiên được tổ chức, gọi là kỳ thi Minh Kinh Bác Học. Sau đó, nhà nước cho xây dựng Quốc Tử Giám làm nơi dạy học. Đây được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta. Việc làm đó của nhà nước có tác dụng tôn vinh nghề dạy học, đặt nền móng cho giáo dục Đại Việt. Ngày nay, văn miếu Quốc Tử Giám trở thành nơi tham quan của khách du lịch ở trong và ngoài nước, là nơi khen thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc và là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng. Đến thời kỳ nhà Trần, các kỳ thi được tổ chức đều đặn hơn. Nhà giáo Chu Văn An tài cao đức trọng là một minh chứng cho sự phát triển của giáo dục nước ta dưới thời Trần. Thời Lê Sơ, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng. Cứ 3 năm tổ chức một kỳ thi hội để chọn ra tiến sĩ. Năm 1484, nhà nước quyết định dựng bia ghi tên tiến sĩ. Không những thế, những người đỗ đạt còn được vinh quy bái tổ. Việc làm này có tác dụng khuyến khích học tập, làm cho số người đi học, đi thi và đỗ đạt nhiều hơn trước. Có thể nói, chính chính sách về giáo dục là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thịnh đạt của chế độ phong kiến nước ta dưới thời Lê Sơ. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, giáo dục tiếp tục phát triển và được chấn chỉnh. Tuy nhiên, số người đi thi và đỗ đạt không nhiều. Có thể nói, chính những biến động về tình hình chính trị và xã hội, đất nước bị chia cắt, những cuộc chiến tranh liên miên, hao người, tốn của đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của giáo dục. Khi đất nước được thống nhất trở lại, vua Quang Trung đã cho chấn chỉnh lại giáo dục thi cử, đưa văn thơ chữ nôm vào nội dung thi cử. Điều này thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc. Bước sang nửa đầu thế kỷ 19, giáo dục được củng cố. Nhà nước tiếp tục tổ chức thi cử để tuyển chọn người tài, không phân biệt nguồn gốc xuất thân. Năm 1807, khoa thi hương đầu tiên được tổ chức.
Năm 1822, khoa thi hội đầu tiên được tổ chức. Như vậy, thông qua việc tìm hiểu tình hình giáo dục nước ta từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19, các em dễ dàng nhận thấy rằng đây là nền giáo dục nho học. Giáo dục nho học tuy có tác dụng đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước, nhưng việc không chú ý đến các môn khoa học tự nhiên đã không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế. Sự phát triển của giáo dục đã tạo tiền đề cho sự phát triển của văn học. Ban đầu, văn học nước ta mang nặng tư tưởng Phật giáo. Từ thời Trần, văn học dân tộc ngày càng phát triển. Công cuộc xây dựng đất nước và kháng chiến chống ngoại xâm đã trở thành chủ đề của các tác phẩm văn học chữ Hán, như Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Những tác phẩm này vừa thể hiện tài năng văn học, niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc. Cùng với văn học chữ Hán, trong các thế kỷ từ 10 đến 15 cũng ra đời hàng loạt các tập thơ chữ Nôm như Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của Lê Thánh Tông, Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi. Sang các thế kỷ từ 16 đến 18, bên cạnh dòng văn học chữ Hán, văn học chữ Nôm phát triển mạnh hơn trước và chiếm một vị trí trọng yếu. Các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan đã dùng chữ Nôm để sáng tác. Tiêu biểu là Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong giai đoạn này, văn học dân gian cũng phát triển rầm rộ với nhiều thể loại như ca dao, tục ngữ, chuyện cười, chuyện dân gian, phản ánh tâm tư nguyện vọng về một cuộc sống tự do, muốn thoát khỏi những ràng buộc của lễ giáo phong kiến, đồng thời cũng giới thiệu về những phong tục tập quán hay đặc điểm của quê hương. Chính trên cơ sở đó, thơ ca chữ Nôm được trau chuốt hơn, để rồi hình thành những áng thơ Nôm bất hủ như Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc. Thế kỷ thứ 19, trong khi dòng văn học chữ Hán kém phát triển, thì văn học chữ Nôm lại ngày càng phong phú và hoàn thiện. Nhiều tác phẩm văn học chữ Nôm xuất sắc đã ra đời, như chuyện Kiều của Nguyễn Du, các bài thơ của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan. Trong đó, chuyện Kiều của Nguyễn Du được đánh giá là một tác phẩm văn học đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Như vậy, trong các thế kỷ từ 10 đến 15 là giai đoạn mà cả văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm đều phát triển, thể hiện tài năng văn học, lòng yêu nước sâu sắc và niềm tự hào dân tộc. Ở các thế kỷ từ 16 đến nửa đầu thế kỷ 19, cùng với sự suy thoái của nho giáo, văn học chữ Hán mất dần vị thế vốn có, văn học chữ Nôm và văn học dân gian phát triển, phản ánh tâm tư nguyện vọng về cuộc sống tự do, ca ngợi quê hương đất nước. Tài năng sáng tạo của nhân dân ta trong các thế kỷ từ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19 còn được thể hiện trên lĩnh vực nghệ thuật và khoa học kỹ thuật. Trên lĩnh vực kiến trúc, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15, nhiều công trình nghệ thuật kiến trúc Phật giáo đã ra đời như chùa Một Cột, chùa Dâu, chùa Phật Tích. Chùa Một Cột là công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời Lý, mô phỏng hình hoa sen nở, có tên chữ là Diên Hữu, nghĩa là phúc lành dài lâu. Bốn công trình kiến trúc độc đáo được xem là An Nam Tứ Đại Khí cũng ra đời, bao gồm chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm và vạc Phổ Minh. Ở các thế kỷ từ 16 đến 18, cùng với sự khôi phục của Phật giáo, nhiều ngôi chùa lớn cũng được xây dựng như chùa Bút Tháp, chùa Thiên Mụ. Nửa đầu thế kỷ 19, quần thể kiến trúc ở Kinh Đô Huế bao gồm cung điện và lăng tẩm của nhà vua
là thành tựu kiến trúc nổi bật của nước ta trong giai đoạn lúc bấy giờ. Nghệ thuật điêu khắc cũng có nhiều tác phẩm đặc sắc như dòng mình trơn cuộn trong lá đề, bức phù điêu cô tiên múa, chân cột hình hoa sen. Nghệ thuật sân khấu phát triển với các thể loại như múa rối nước, ra hình thành và phát triển từ thời Lý, hát chèo, hát tuồng, cải lương. Nghệ thuật âm nhạc với nhiều nhạc cụ như trống cơm, sáo, tiêu, đàn tranh, đàn cầm. Nghệ thuật ca múa khá phổ biến trong các lễ hội như hát ả đào. Sứ thần nhà Nguyên sang nước ta vào cuối thế kỷ 13 đã từng miêu tả về cảnh tiếp đãi như sau: tiếng hát, tiếng đàn hòa lẫn với nhau. Khi hát, trước hết dạo giọng rồi mới cất lời. Như vậy có thể nói, đây là một nền nghệ thuật mang đậm tính dân tộc và giàu tính dân gian. Trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Trong lĩnh vực sử học, dưới thời kỳ nhà Trần, Bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu, bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta đã được biên soạn. Trong các thế kỷ tiếp theo, nhiều bộ sử khác cũng được soạn thảo như Lam Sơn Thực Lục. Ở các thế kỷ từ 16 đến 18, bên cạnh các bộ sử chính thống của nhà nước, đã xuất hiện các bộ sử của tư nhân như Âu Châu Cật Lục, Đại Việt Thông Sử. Nửa đầu thế kỷ 19, Quốc Sử Quán được thành lập, là nơi chuyên biên soạn, sưu tầm sử sách cổ. Nhiều bộ sử chuyên khảo đã ra đời như Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Lịch Triều Tạ Kỷ. Trên lĩnh vực địa lý, có Dư Địa Chí, Hồng Đức Bản Đồ, Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư. Trên lĩnh vực chính trị có Thiên Nam Dư Hạ. Trên lĩnh vực quân sự có Binh Thư Yếu Lược, Hổ Trướng Khu Cơ. Trên lĩnh vực y học có bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Trên lĩnh vực toán học có Đại Thành Toán Pháp của Lương Thế Vinh, Lập Thành Toán Pháp của Vũ Hữu. Nhu cầu quốc phòng đã tạo điều kiện cho sự phát triển của kỹ thuật. Dưới sự chỉ đạo của Hồ Nguyên Chừng, các thợ quan xưởng đã chế tạo được súng thần cơ, đóng được các thuyền chiến có lầu. Thành nhà Hồ cũng được xem là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật nước ta. Được xây dựng vào thời kỳ nhà Hồ, cho đến nay, mặc dù đã trải qua nhiều thế kỷ, nhưng nhiều đoạn thành vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, trong các thế kỷ từ 16 đến 18, kỹ thuật đúc súng Đại Bác theo kiểu phương Tây và nghề làm đồng hồ cũng ra đời. Một số thành tựu kỹ thuật của phương Tây cũng được du nhập vào nước ta theo con đường ngoại thương và truyền đạo, nhưng do còn nhiều hạn chế nên không có điều kiện phát triển. Như vậy, thông qua tìm hiểu chủ đề xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19, các em đã nhận thấy rằng nền văn minh Đại Việt ra đời trên cơ sở kế thừa, tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Ở mỗi một giai đoạn lịch sử, nhân dân ta đều có những đóng góp to lớn cho kho tàng văn hóa dân tộc. Đáng chú ý là giai đoạn này đã có nhiều thành tựu được công nhận là di sản văn hóa thế giới như múa rối nước, thành nhà Hồ, nhã nhạc cung đình Huế. Trách nhiệm của cô trò chúng ta là phải giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa đó đến bè bạn năm châu. Đúng như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói, số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Để luyện tập lại nội dung của tiết học ngày hôm nay,
Cô mời các em trả lời những câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng A. Chùa Quỳnh Lâm, B. Văn Miếu, C. Chùa Thiên Mụ, D. Quốc Tử Giám. Để trả lời câu hỏi số 1, các em cần tái hiện lại nội dung kiến thức liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Và chắc hẳn các em còn nhớ, năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử. Đáp án đúng của câu hỏi số 1 là đáp án B, Văn Miếu. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Tác phẩm văn học chữ Nôm nào sau đây được đánh giá là đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật? A. Bạch Đằng Giang Phú, B. Truyện Kiều, C. Bình Ngô Đại Cáo, D. Hịch Tướng Sĩ. Câu hỏi thứ 2 liên quan đến vấn đề văn học. Và để trả lời câu hỏi số 2, các em dùng phương pháp loại trừ. Như các em đã biết, Bạch Đằng Giang Phú, Bình Ngô Đại Cáo và Hịch Tướng Sĩ là những tác phẩm văn học chữ Hán, thể hiện tài năng văn học, lòng yêu nước sâu sắc và niềm tự hào dân tộc. Do đó, đáp án đúng của câu hỏi số 2 là đáp án B, Truyện Kiều. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Trong các thế kỷ từ 10 đến 15, công trình nghệ thuật kiến trúc có liên quan đến Phật giáo ở nước ta là A. Chùa Một Cột, B. Đền thờ các anh hùng, C. Đạo quán, D. Cung điện ở Huế. Để trả lời câu hỏi số 3, các em cần nhớ lại nội dung liên quan đến nghệ thuật kiến trúc và mốc thời gian đề cập trong câu hỏi là từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Do đó, đáp án đúng của câu hỏi số 3 là đáp án A, Chùa Một Cột, công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời Lý. Câu hỏi số 4, bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là A. Đại Việt Sử Ký, B. Lam Sơn Thực Lục, C. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, D. Đại Việt Sử Lược. Câu hỏi số 4 liên quan đến nội dung khoa học kỹ thuật. Và lĩnh vực khoa học đầu tiên mà các em được tìm hiểu là lĩnh vực sử học. Đáp án đúng của câu hỏi số 4 là đáp án A. Đại Việt Sử Ký là bộ sử được ra đời dưới thời Trần do Lê Văn Hưu soạn thảo. Đây được xem là bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em khỏe mạnh, học tốt. Mến chào tạm biệt các em.